Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Góc Hàn Huyên. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nếm qua dư vị của mối tình đầu. Nó có thể là ngọt ngào nhưng cũng có thể là chát mặn. Thường thì mối tình đầu không thành luôn để lại những tiếc nuối khắc khoải. Rồi khi tình đầu quay trở lại, khi một trong hai người đã có cuộc sống gia đình riêng thì chắc chắn sẽ làm cho hôn nhân dậy sóng. Vậy thì người trong cuộc sẽ phải ứng xử như thế nào? Quay trở lại với tình đầu hay bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Góc Hàn Huyên ngày hôm nay. Cùng đồng hành với Mai Thu Huyền trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu hai vị khách mời. Đó chính là Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chuyên gia tâm lý đến từ Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân và Gia đình. Và vị khách mời thứ hai đó chính là diễn viên điện ảnh Hoài An. Xin cảm ơn thầy và chị An đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Huyền thấy là mọi người rất là hay nhắc nhiều đến câu tình đầu không rủ cũng tới. Vậy thì chị An có suy nghĩ gì về cái quan niệm này ạ? Đối với Hoài An thì chuyện tình đầu không rủ cũng tới chắc là không có đâu. Bởi vì riêng bản thân mình khi mà mình chia tay một ai đó thì chắc chắn là giữa hai người phải có một cái mâu thuẫn, cái xung đột nào đó nó nghiêm trọng dữ lắm, không thể hàn gắn lại được nữa rồi thì mình mới chia tay. Rồi nếu mà sau này nếu mà còn nghĩ tốt về nhau á, thì có thể coi nhau như anh em, bạn bè, rồi gọi điện hỏi thăm vài câu xã giao như vậy là được rồi, chứ mình không dám nghĩ tới chuyện quay lại đâu. Nhưng mà đấy là chị An thôi, nhưng mà chắc chắn là cái câu mà các cụ đã đúc kết đến như vậy rồi thì chắc chắn là không thể là không có, đúng không hả thầy? Bởi vì là ít nhiều chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi, cho nên là khi gặp kiểu gì cũng phải có sao xuyến ạ, không thể không có được, đúng không ạ? Tức là khi mà người ta đã nói tình đầu á, có nghĩa là cái người đó lần đầu tiên biết dung cảm, thì cái đó cái kết quả của nó sau đó nó ngọt ngào hay nó mặn chát không biết, nhưng cái lúc đầu tiên là cái lúc người ta cảm xúc mạnh nhất. Thế và khi người ta chia tay nhau ra thì nó có 1001 cái lý do. Có thể là do hoàn cảnh, có thể là do hiểu lầm, có thể là do tuổi tác. Còn cái như là chị An nói là mâu thuẫn lớn lắm để đến thì cũng có, nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu hoặc là rơi cụ thể vào ai thì lúc đó chúng ta mới tính đến cái cụ thể. Nhưng bây giờ chúng ta nói cái câu mà tổng kết của các cụ thì tôi cho rằng người xưa nói ngắn gọn nhưng mà không bao giờ sai. Khi người ta nói một cái hiện tượng mang tính phổ biến nhất là chính là nói cái mối quan hệ giữa cái cảm xúc đầu tiên. Mà cảm xúc của con người thì có nhiều dạng lắm, nhưng riêng cảm xúc tình yêu là cảm xúc mạnh mẽ nhất trong và con người. Cái gì đầu tiên thì nó cũng sẽ để lại một ấn tượng rất là khó quên. Và Huyền lại cũng nghe thì các cụ cũng lại đúc kết một câu nữa, đó là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đúng không ạ? Hay là cái gì mà nó cứ dang dở thì nó mới lại tiếc nuối mới lại đẹp, đúng không ạ? Còn không dang dở thì lại thấy không đẹp. Chị An thấy sao việc này ạ? Thì hãy nghĩ cái chuyện đó thì cũng có, bởi vì lúc đó thì hai người mới chỉ yêu nhau thôi, cũng chưa có va chạm vào cái cuộc sống hôn nhân thực tế hết. Bởi vì sau đó tới hôn nhân rồi nó mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện, nó lộ ra ưu điểm, khuyết điểm, mặt phải, mặt trái của nhau rồi hết. Tới chuyện đó thì có chịu đựng được nữa hay không? Cho nên khi mà kết thúc ở ngay chỗ mà tình, mối tình đó thôi á, thì dĩ nhiên lúc nào nó cũng đẹp rồi. Vậy còn ý kiến của thầy thì sao ạ? Cái sự dang dở mà các cụ chỉ nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chứ không phải mọi thứ dang dở đều đẹp rồi. Ví dụ như xây nhà mà dang dở bỏ đi là chết rồi. Thế nhưng mà tại sao tình lại đẹp khi còn dang dở? Cái ý nghĩa của dang dở là gì? Là cái mà đỉnh, cái mà mục tiêu người ta chưa đạt được thì bao giờ người ta cũng ham muốn để đạt được cái đó. Cho nên là cái cảm giác ham muốn, cái cảm giác mà đạt đến cái mục đích của mình, đấy là cảm giác mà nó đẹp nhất. Ví dụ như tôi nói là bây giờ chúng ta đưa cái đó vào cái lĩnh vực thể thao thôi, thì chúng ta cũng thấy là nếu đưa một quả bóng vào lưới đối phương thì chính cái thời gian mà khổ sở để mà chạy, để mà đưa vào, chứ không phải là bây giờ không có ai đứng trước mà chúng ta cứ đứng trước cầu môn chúng ta đá vào chả có ý nghĩa gì cả. Thì chính là cái đó nó làm cho người ta nó tạo ra cái đẹp. Nhưng mà khi mà người ta nói đến tình đầu thì ai người ta cũng nói là tình đầu là một cái tình rất là khó quên. Luôn luôn để lại một, kể cả là không tốt hay là tốt đẹp thì họ cũng luôn luôn khó quên. Vậy thì cái điều đấy thì mọi người thấy như thế nào ạ? Và bản thân ạ, chúng ta liên hệ với bản thân thì thấy cái mối tình đầu của mình nó để lại những cái ấn tượng gì trong bản thân mình ạ? Với bản thân Hoài An thì nó cũng có những ấn tượng rất là đẹp. Bởi vì lúc đó thì mình chập chững bước vào yêu mà mình còn lãng mạn, còn ngây thơ trong sáng lắm. Rồi bao nhiêu hy vọng mình theo dệt nên về một cái tương lai rất là tươi đẹp cho cả hai nữa.
Nhưng mà mình thì thuộc loại thất bại trong tình đầu, cho nên là bây giờ nhắc về nó thì cũng như là nhắc về cái kỷ niệm nào đó, nó cũng gợi cho mình buồn buồn, rồi thương thương, giận giận chút chút vậy thôi. À, vậy còn Thị Nguyên thì sao? Mặc dù là rất lâu ạ, em biết là sẽ rất là lâu rồi, nhưng mà kể cả lâu nhưng mà chắc là thầy vẫn còn nhớ chứ ạ. Không, cái này theo tôi thì ta nói cái quy luật chung của vấn đề tâm lý con người. Thì cũng như lúc nãy nói là cái đầu tiên là cái mà ta chưa bao giờ nếm trải. Thì khi ta nếm cái lần đầu tiên thì cái đó nó ấn tượng, nó mạnh. Thế nhưng ở đây nó cũng có hai mấy cái dạng khác nhau nữa. Tức là không hẳn mối tình đầu là cái mối tình mà hai người nói yêu nhau rồi chia tay. Nó có những cái dạng tình đầu là tình đơn phương. Có những người chỉ yêu người kia ghê gớm lắm, không bao giờ nói ra được. Không bao giờ nói ra được. Thì cái dồn nén này á, nó lại còn ghê gớm hơn là nếu mà tình đầu như chị An nói là xong rồi nó thất bại thì nó nhẹ đi. Yêu đơn phương thì em nghĩ lại là một phạm trù khác. Bởi không. Vì yêu đơn phương thì mình không được đáp lại thì giống như là đuổi theo cái bóng hình đấy thôi. Nhưng mà em cảm giác là nó sẽ ấn tượng, nó không mạnh được không bằng phải. Là được đáp lại đâu ạ. Không phải. Cái đó nó dồn nén có khi còn hơn cái. Mãnh liệt bởi hơn vì tôi tư vấn thì tôi biết là bởi vì khi mà người ta quá khao khát nhưng người ta không thể nào, thậm chí một lời nói cũng không nói được. Cái người kia ít ra còn nói được là anh yêu em, xong người ta bảo là tôi không yêu anh thì nó là một chuyện khác. Còn đằng này chỉ cần nói một câu mà cũng không nói được thì cái dồn nén ấy của con người rất ghê gớm. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích những cái nguyên nhân để sao chúng ta vương vấn nhỉ? Bởi vì Huyền thấy là có thể cái nguyên nhân của cái hôn nhân không được hạnh phúc cũng là một cái nguyên nhân. Khi mà chúng ta có một cái cuộc hôn nhân mà không được thỏa mãn, không được như chúng ta kỳ vọng thì hay có cái xu hướng là nghĩ lại, nhớ lại và tiếc nuối cái tình cũ. Đúng không ạ? Không hẳn như thế. À, thế ạ. Theo tôi không hẳn là người ta cứ suy ra là tại vì hôn nhân không hạnh phúc cho nên là nhớ đến mối tình đầu. Không phải. Mà cái này nó thuộc phạm trù cảm xúc của con người. Cái độ lãng mạn của mỗi người rất khác nhau. Bởi vì cái gì đó, một cái mối tình đầu mà người ta đã giấu kín ở đâu đó, trong giống như là trong cái ngăn kéo sâu nhất của người ta, ta để một cái vật gì đó. Thế rồi đến lúc tự nhiên người ta mở ra và người ta nhìn thấy, thì cái người ta gọi là ký ức. Ký ức nó trào về, chứ không phải vì thiếu mà đi tìm cái đầu, mà là cái đầu nó đến. Thì cái đầu nó đến ấy, bản thân nó từ lúc đầu nó đã tạo cho mình một cái ấn tượng rất mạnh. Thì lúc đó tất cả ký ức nó trào về và chính người ta sống bằng cái gọi là cái xúc cảm của ký ức. Thế còn nó đi đến đâu thì cái đó nó lại là chuyện khác. Đúng không? Chị An có ý kiến gì thêm về việc này không ạ? Em cũng nghĩ là khi mà người ta vương vấn tình cũ thì chắc là cái mối hôn nhân hiện tại không có hạnh phúc đâu. Bởi vì nếu mà có hạnh phúc thì chắc là không có thời gian để nghĩ tới đâu. Em cũng dường nghĩ giống chị An, bởi vì nếu mà đã hạnh phúc và mình đã luôn luôn phải lo thỏa mãn rồi thì mình chẳng có chỗ mà để dành cho một cái ngăn như thế. Cái này có lẽ là cái não trạng của phụ nữ với đàn ông khác nhau. Chết thì đàn ông là sâu sắc lắm, đã các mối tình đầu là không bao giờ quên đâu. Vâng, cảm ơn cái câu chuyện rất là vui. Và bây giờ thì Mai Thu Huyền cũng muốn mời hai vị khách mời cùng khán giả sẽ đến với Góc Đời Thường để xem một tình huống sau đây. Em tự nhiên cầu thang để lên xuống thì em ngồi ngay cầu thang vậy. Anh đi đâu về vậy? Thì anh mới đi làm về chứ đâu. Anh đi làm ở đâu? Ở công ty của anh. Sao mỏi vậy? Anh còn định gạt em tới khi nào nữa chứ anh Hoàng? Hả? Dạ. Anh còn định gạt em tới khi nào nữa chứ? Ủa anh gạt gì? Nếu như ngày hôm nay không phải chính mắt em nhìn thấy thì em không thể nào tin được. Một người chồng đã chung sống với em biết bao nhiêu năm nay là luôn luôn lừa dối em. Anh nói anh đi làm hả? Em đã trông thấy anh và cô ta tung tăng ở ngoài kia kìa, mà anh đã đi làm ở chỗ nào? Cơ quan của anh ở đâu? Em cảm thấy em hối hận vô cùng. Tại sao trước lại vội vàng lấy anh, không nghe lời của bạn bè em nói? Tất cả mọi người họ đều nói anh là người có máu trăng hoa bay bướm, nhưng mà em không tin. Em luôn bào chữa cho anh và em luôn nghĩ rằng
Khi đã là vợ chồng với nhau thì nếu như có bay bướm và trăng hoa, anh cũng sẽ bỏ đi những cái tính xấu đó. Nhưng em thật sự không ngờ, và đến giây phút này thì tôi cảm thấy là tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tôi cảm thấy tôi đã quá mệt mỏi rồi, anh có hiểu không? Anh xin lỗi em mà. Anh thật sự xin lỗi em. Anh hứa anh sẽ bỏ hết tất cả. Em tha thứ anh một lần nữa đi. Một lần nữa thôi. Đã bao nhiêu lần tôi đã cố gắng tự nhủ lòng là tha thứ cho anh, nhưng đến bây giờ tôi cảm thấy là không thể. Anh hãy tự mà suy nghĩ lại những việc làm của mình đi. Em không cần. Em thôi mà chị, đừng có khóc nữa, uống miếng nước đi. Có chuyện gì mà từ nãy giờ chị qua nhà em á, chị ngồi im chị khóc không à? Em lo lắm. Có chuyện gì vậy chị Tường? Nói cho em biết đi, đừng có khóc nữa mà. Chị cảm thấy hối hận quá. Chị với anh Hoàng có chuyện gì nữa đúng không? Ngày hôm nay chị đã tận mắt chứng kiến anh ta cùng cô ấy tay trong tay với nhau. Cái ông nó quá đáng thiệt á. Chứng nào tật đó không bao giờ bỏ được. Hết lần này tới lần khác, chị tha thứ cho ông biết bao nhiêu lần rồi mà cũng vậy à. Chị cảm thấy hối hận vô cùng. Thôi, đừng có tại khóc. Sao từ trước đến giờ bao nhiêu người nói với chị, nhắc nhở chị mà chị một mực không tin. Thôi chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Từ từ rồi mình giải quyết. Em tin là chắc chắn mình sẽ có cách mà. Đừng có khóc nữa nha. Nhìn thấy chị như vậy em đau lòng quá. Chào anh Lâm. Dạ. Sao vậy em? Dạ rồi. Đi, trễ giờ rồi. Để em giới thiệu. Đây là chị Tường, bạn em. Còn đây là anh Thuận, ông anh của em bên nước ngoài mới về đó chị. Thì ra hai người quen nhau từ trước tới giờ? Không có, em với chị mới quen nhau có mấy năm mà. Chị là vợ của một người bạn học cấp 3 của em. Rồi mà tội nghiệp lắm á anh Thuận. Vợ gì đâu hả mà có chồng tối ngày lăng nhăng gái gú, mèo mỡ, hết thuốc chữa. Một tháng 30 ngày á là chị khóc hết 31 ngày luôn á. Trời mà. Chị cứ để em nói đi, anh của em mà trong gia đình không có sao đâu. Trong em vô trong chuẩn bị đồ đi. Anh có chuyện riêng muốn nói với Tường. Ủa, hai người biết nhau hả? Đi vô trong đi. Để sau này anh giải thích cho em biết. Đi. Nhưng mà không có được làm chị Tường buồn quá nha. Chị nó buồn nhiều lắm rồi đó. Đi vô trong chuẩn bị đồ đi. Không được nói tầm bậy tầm bạ. Chị mà có chuyện gì em hỏi tội anh đó. Anh có biết tin Tường lập gia đình, thật sự anh buồn lắm. Nhưng mà suy cho cùng, lỗi là cũng do anh. Nếu như ngày xưa anh kiên quyết hơn thì tình cảm của hai đứa mình... Thôi, anh đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Tường có hạnh phúc không? Là lỗi của em. Tại vì trước khi lấy nhau, em đã không tìm hiểu anh ấy kỹ hơn. Cho nên bây giờ em phải chịu cảnh như vậy. Còn anh đã vợ con gì chưa? Chúc mừng anh. Chúc mừng cái gì? Thật sự là
Từ lúc mà chia tay em, anh lao đầu vào học, sau này là bắt đầu quay quần với công việc. Thú thật, anh không tìm được người con gái nào để thay thế em. Đó là thật lòng của anh. Anh không cảm được tình cảm của bất kỳ cô gái nào đối diện với anh cả. Nếu như cuộc sống của em có một cái gì bất trắc khiến em không hạnh phúc, thôi thì anh hứa anh sẽ không bao giờ để dục mất em thêm một lần nữa. À, vâng, vừa rồi chúng ta đã được xem một cái tình huống mà Huyền nghĩ là đâu đó trong cuộc sống của chúng ta mọi người cũng sẽ gặp phải. Vậy thì chúng ta sẽ thử đặt ra cái tình huống đi ạ. Nếu như mà cô gái này quay trở lại với mối tình đầu thì cái điều gì đã sẽ xảy ra? Dự đoán ạ. Chị An thấy sao chị An? Huyền nghĩ là nếu mà cô Mai này quay trở về với tình cũ thì chắc chắn gia đình sẽ tan nát thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất của cô ấy bây giờ là cô ấy phải xác định lại trong tư tưởng của mình, xem là mình đang thật sự muốn cái gì và mình làm điều đó để làm cái gì. Mình muốn cứu vãn cái cuộc hôn nhân này hay là mình muốn phá vỡ nó đi. Thì khi mà cô ấy xác định được như vậy thì cô ấy sẽ có cái cách xử lý phù hợp nhất với hoàn cảnh của cô ấy. Và có một điều nữa cũng đặt ra là nếu như mà cô ấy có quay lại đi thì liệu cái tình yêu với cái người bạn trai đầu đời nó còn trọn vẹn như ngày cái thuở mới yêu nhau không, hay là bởi vì bây giờ cô đã có một gia đình rồi, có đứa con và có một cái mối quan hệ, một mối quan tâm mà chắc chắn là không phải người đàn ông nào cũng dễ thứ tha để có thể vượt qua tất cả. Thế thầy thấy sao? Như chúng ta vừa xem ấy, nó là một trong 1001 cái trường hợp, tức là nó không có công thức. Thế thì khi nói chúng ta là lúc đó phải nghĩ xem là mình được cái gì, mình mất cái gì. Nếu như thế thì sẽ trên đời này không có chuyện phức tạp. Thế nhưng mà khi người ta rơi vào cái tình huống ấy thì người ta lại mụ mẫm đi, người ta lại bị mù quáng đi và người ta bị một cái cảm xúc nào đó nó mạnh hơn. Thế là tất nhiên cái đó tùy từng người chứ không phải là ai cũng bị. Thế nhưng có những người thì người ta không cưỡng lại nổi cái gọi là cái cảm xúc của người ta, thì người ta hành động một cách không minh mẫn, có thể nói như thế. Thế ví dụ như là người ngoài thì bảo rằng nếu quay về thì cô sẽ mất quá nhiều. Thế nhưng mà giữa cái được cái mất ấy, thì trên đời này là mỗi người lựa chọn rất khác nhau. Cái mà cô được người ta bảo rất nhỏ thì cô bảo cô chỉ cần cái đó thôi, cô không cần tất cả cái gì to hơn, tôi không cần, cô cần được cái đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là bắt đầu phải nói đến, nếu người ta tỉnh táo thì người ta phải nghĩ đến cái trách nhiệm. Tức là khi con người đã sống, đã có gia đình, đã có chồng, có con hoặc có vợ, có con, thì cuộc sống không còn của riêng mình nữa. Cuộc sống của mình là của một người phụ nữ nữa, là của những đứa con của mình nữa. Thì lúc đó vấn đề của nó là cái cuộc đấu tranh giữa trách nhiệm và cảm xúc, cái nào mạnh hơn thì cái đó thắng. Còn cái nào mạnh ở trong mỗi con người cụ thể thì con người này thì cái này thắng, con người kia thì cái kia thắng. Cho nên là chúng ta đương nhiên khi mà ví dụ như là chúng ta là người bạn, chúng ta chia sẻ với một người bạn trong hoàn cảnh ấy, thì chúng ta chỉ có thể giúp người ta hiểu hơn là nếu mà mày quay về với người yêu cũ mày thì mày sẽ mất cái gì, mày được cái gì, mày mất cái gì. Ta chỉ nói thế thôi, còn cái đó tùy mày, trong lòng mày mày mới biết được. Thế còn người ngoài thì không biết được. Nhưng mà ít nhất có sự chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng đôi khi có những người chính sự chia sẻ của bạn bè làm cho người ta tỉnh ngộ ra. Tình đầu không dù cũng tới. Thì chúng ta có thể phân tích kỹ hơn về những cái hậu quả được không ạ? Tôi nghĩ rằng quá dễ để mà thấy rồi. Hậu quả nào cũng rất là bi đát. Đấy, nếu mà chúng ta không có được cái sự tỉnh táo ngay từ đầu. Thế thì trong phim ảnh ấy, thì các đạo diễn luôn luôn lấy những cái tình huống rất éo le. Thế nhưng mà trong thực tế cuộc đời, nếu mà trên cái thực tế tư vấn thì tôi cho rằng còn có những cái mà éo le hơn. Có nghĩa là đạo diễn không nghĩ ra được đến cái mức như thế. Chắc là khi viết kịch bản phải đến gặp thầy. Thế thì tất cả những cái đó thì nó khi mà giải quyết, tôi mới nói thế này, để giải quyết một tình huống như thế thì không phải tình huống giống nhau thì có biện pháp giải quyết giống nhau. Tình huống rất giống nhau nhưng con người khác nhau thì sự giải quyết lại khác nhau. Tức là ví dụ như cái bi kịch giữa A với B giống hệt bi kịch giữa C với D, nhưng phương pháp giải quyết A, B khác nhau và C, D khác nhau. Bởi vì bốn con người này là bốn tính cách.
Cho nên người Việt, các cụ mình ngày xưa nói gì? Nói thậm xưng là gì? 9 người mà 10 ý. Chứ không phải 9 người có 1 ý, 9 người 10 ý. Thì như thế có nghĩa là rơi vào đấy, tính cách của người ta nó quyết định cái việc xử trí. Chứ nó không có một công thức là mọi người sẽ xử trí giống nhau. Thế chỉ có điều là nếu gọi là một lời khuyên, một lời gì đó thì mọi người hãy giải quyết theo một cái tình huống nào mà nó đỡ tệ hơn, tức là chứ còn không phải là tốt đẹp hơn mà nó đỡ tệ hơn, chứ chắc chắn là nó tệ nhưng nó đỡ tệ hơn. Vâng, trước khi chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về những cái giải pháp của tiến sĩ thì Mai Thu Huyền cũng muốn mời hai vị khách mời sẽ cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ của khán giả để làm thế nào, ứng xử như thế nào khi tình cũ quay về. Ví dụ mình đang đi với lại người mình đang yêu á, mà mình gặp lại mối tình cũ thì mình có thể dám chào hỏi như bạn vậy đó. Tại bây giờ hiện tại mình cũng vẫn làm bạn với những người đó. Khi mình gặp người cũ thì mình đương nhiên mình cũng xao xuyến á. Thực sự là mình xao xuyến, mọi người cũng thế thôi. Nhưng mà mình biết trời kiềm chế. Bây giờ giả sử mình là một người đã có gia đình rồi hay là đã có người yêu rồi, thì mình nên biết giữ cái khoảng cách. Mình đưa vào nó là một cái mối tình nó đã đẹp rồi, mình đưa thành là một mối tình nó đẹp hơn. Chứ mình không thể là mình vương vấn gì đó để cho nó phá vỡ hạnh phúc hiện tại của mình thì nó cũng không nên. Khi gặp lại mối tình cũ thì mình phải cư xử sao cho tế nhị để khỏi và làm phật lòng những người bạn đời hiện tại của mình và những người bạn trước đây. Mình phải xác định rõ là cái gì là nó cũng có một giới hạn. Cái mối tình cũ thì nó đã qua đi rồi, nhưng mà mình sống với hiện tại. Nếu mà có thể gặp lại thì mình cũng chỉ hỏi han, quan tâm bạn bè, chứ còn không nên đi quá một cái giới hạn nào đó không kiểm soát được mình, rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng đã vừa được lắng nghe những ý kiến chia sẻ của quý vị khán giả, nhưng mà Mai Thu Huyền cũng rất là muốn được lắng nghe chị Hoài An cũng như là thầy Nguyên để chia sẻ về những cái giải pháp ạ. Chúng ta có những cái biện pháp mà phòng ngừa trước đi, nếu như tình cũ quay về thì chúng ta sẽ ứng xử ra sao? Chúng ta phải thật sự tỉnh táo và phải đặt cái niềm tin tuyệt đối vào cái người bạn đời của mình. Rồi thậm chí khi mà có dịp tình cờ gặp lại người cũ thì cũng nên giữ cái khoảng cách nhất định. Đừng có bông đùa rồi đem những chuyện cũ ra mà mơn trớn với nhau, vì biết đâu nó sẽ gây ngộ nhận ở đối phương. Mà cái việc một khi nó đã hình thành rồi thì cái việc mà gỡ bỏ nó ra nó còn khó khăn hơn rất là nhiều. Như thầy nói là cái biện pháp nào xử lý cũng được tệ cả, thì có là nó tệ hơn không? Theo tôi thì thế này này, khi mà cái tình huống ấy nó xảy ra thì chúng ta hãy phân tích cái tam giác. Dạ. Tam giác ba người. Dạ. Tức là hai người đã thành vợ chồng. Dạ. Và một người cũ quay lại, hình thành cái mối quan hệ của tam giác này nó tùy thuộc vào, ví dụ như là nó tùy thuộc vào hai cái đỉnh kia, chứ không phải là ví dụ như có một người đàn ông đi gặp một người bạn gái cũ đi rồi quay lại rồi cảm xúc rồi các thứ được, thì giải quyết thế nào còn tùy thuộc vào cái người vợ của mình, cái người ấy hiểu biết, người ấy bao dung độ lượng, hay người ấy là người mà em cháu gì đó của Hoàn Thư, thì cái đó thì không đỡ được. Cái đó làm cách nào đi nữa thì cũng không làm gì được. Thế thì nó tùy thuộc vào cái đó. Thế nhưng mà thế này này, nếu như bạn rơi vào tình huống là người chồng hoặc người vợ của bạn gặp lại người cũ thì bạn nên như thế nào? Chính cái thái độ ấy nó quan trọng hơn là cái chính cái người rơi vào. Cái người rơi vào. Thì tôi cho rằng nếu một người mà hiểu biết, bao dung độ lượng thì đừng bao giờ có một cái gọi là cái sự gay cấn hay là ghen tuông hay là các thứ gì đó. Bởi vì nếu làm như thế thì đẩy người kia đi xa hơn, tức là làm cho người ta không có đường quay lại, không có đường quay lại nữa. Không phải là người ta đến là gần nhau mà là không có đường quay lại. Thế nhưng mà nếu như bình tĩnh hơn, bao dung hơn, độ lượng hơn, thông cảm hơn, thông cảm rằng nếu mình đặt mình vào tình huống ấy mình có xao xuyến không. Thế nếu mà được như thế thì có thể người kia sau một cái cơn bốc lên, một cái gì đó trào, một cái cơn sóng thần nó lên rồi thì bắt đầu nó êm dịu lại, thì mới thấy rằng thôi con đường thực tế là con đường trở về. Thế còn khi mà sóng trào nó lên thế này thì mình ấn luôn một trường nữa thì như thế là sẽ đi ngay luôn ạ. Đúng không? Nhưng mà Mai Thu Huyền thấy là cái ý của thầy nói rất là hay, đó là cái tam giác, và quan trọng là hai cái đỉnh.
Nhưng mà Huyền lại đang thắc mắc một cái trường hợp nữa. Nếu mà tam giác cân thì sao ạ? Cạnh nó đều 50-50, ở giữa là không biết chọn thế nào. Mời thầy ạ. Như thế thì lúc đó nó tùy thuộc vào cái gì mạnh hơn, cái đó nó sẽ thắng. Nhưng mà nó cân như là tức là đều mạnh không, với nhau ạ. Nó rồi nó phải lệch chứ nó không thể nào nó cân mãi được như thế. Còn nó cũng có thể cân, nếu mà cân rất tốt là cái gì? Tức là người ta vẫn có một mối quan hệ với nhau tốt đẹp, thế là người bạn tốt của người kia. Cho nên tôi nhớ là có cái câu mà người ta khuyên phụ nữ cũng như đàn ông là tốt nhất là khôn ngoan nhất là biến người bạn gái của chồng mình thành bạn của mình. Đó, thế không, nhưng đúng. Mà có làm được hay không? Không đúng ạ, chính vì Huyền muốn nói đến cái tam giác cân để vì Huyền muốn, tại vì Huyền muốn được chứng kiến những cái mối quan hệ như vậy. Tức là rất là hay, bởi vì có những đôi bạn gái mà trước đây là tình địch của nhau, hay là những người phụ nữ mà khéo léo, họ có thể làm cho người yêu cũ của mình và chồng của mình trở thành hai người bạn thân thiết. Và như thế thì người phụ nữ có gì hạnh phúc hơn nữa không ạ? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị, hóm hình của tiến sĩ cũng như là chị Hoài An. Xin cảm ơn thầy và chị đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của chúng tôi trong suốt từ đầu chương trình tới giờ, chắc hẳn quý vị và các bạn đã rút ra được phần nào cách ứng xử của riêng mình khi mà tình cũ quay trở về. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị hãy thực sự tỉnh táo, hãy thực sự hãy kiềm chế được cảm xúc của mình để luôn luôn bảo vệ được mái ấm gia đình hạnh phúc. Chương trình Góc Hàn Huyên tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ gochanhuyen@tincom.com.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng 1088 để được tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân và Gia đình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.